mạch điện có R nè, có tụ điện nè, có U nè, có F nè. Nó kêu hỏi rằng phi U với phi Y hình nào sớm pha hay là trễ pha hơn. Thì nhớ phi U trừ phi Y thì nhớ đến phi thì mình nhớ đến công thức gì? Tan phi thì bằng ZL trừ ZC chia R. Cái thứ gì không có là cho nó số 0. Chốt. Vậy mình ở đây mình phải tính Z gì? ZC. ZC nhớ ZL trước đi. Rồi chuyển qua ZC. Đọc. Nhân C. C có chưa? Rồi. Omega có chưa? Chưa. Vậy tính Omega. Thì mình nhớ là công thức đi. T bằng gì? 2pi chia Omega. Vậy suy ra F bằng Omega chia 2pi. Vậy từ đây suy ra Omega bằng F nhân 2pi. F đâu đây? Bằng 50 nhân 2pi ra nhiêu? 100pi. Thế vô đây tìm ra được ZC ra 1 phần 100pi nhân cho 10 mũ trừ 4 chia cho 3pi. Chút đừng có bấm pi. Thấy rõ kỹ năng chưa? Đoán luôn nó ra bao nhiêu? Giống nãy á, 300 ohm. Có ZC chưa? Có R chưa? Áp dụng công thức tan phi bằng ZL trừ ZC chia R. Cái nào không có cho 0 trừ 300 chia R nhiêu? 150. Bấm máy tính ra nó sẽ ra là trừ 2. Sau đó muốn tính phi thì bấm shift. Shift tan trừ 2. Bấm đi ra nhiêu? Qua độ chưa? Phải nhắc mới được. Trừ 1 độ 6 giây. Có chuyển qua chế độ đa năng chưa vậy? Rồi. Sao số nhỏ vậy? Trừ 1 độ á. Không có đâu. Vậy là trừ 60 mấy? 63 độ bao nhiêu đó. Thấy số âm không? Nhỏ hơn, nhỏ hơn không. Vậy phi U trừ phi Y nhỏ hơn không. Vậy cho thấy hằng này trễ pha hơn hằng phi Y. Còn lớn hơn không thì phi U lớn hơn phi, sớm pha hơn phi Y. Kịp không?